Có tin được thực hiện từ smartphone. Mặc dù công nghệ nhiếp ảnh trên smartphone liên tục được cải tiến trong những năm gần đây, song chụp đêm và chụp macro dường như vẫn là hai phạm trù khiến hầu hết các ứng viên lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên, bộ ảnh macro gần đây từ một chàng trai người Ấn Độ cho thấy, chúng ta có thể phá mọi vỡ quy tắc và có được những bức ảnh ấn tượng nếu như bạn có đủ sự đam mê, lòng kiên nhẫn. Sashi Kuma, 20 tuổi, người Ấn Độ, là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, nổi tiếng với khả năng ảnh macro ấn tượng chỉ với một chiếc smartphone để thực hiện được những pô ảnh ấn tượng anh kêu gọi mọi sự trợ giúp từ bạn bè người thân ngoài ra kuma cũng gắn kèm trên điện thoại một ống kính macro góc rộng điều này cho phép smartphone lấy nét tốt hơn được những vật thể rất nhỏ